Nói đến Trịnh Công Sơn là người ta nghĩ ngay đến những bản tình ca, những giai điệu đầy lãng mạn và khắc khoải. Nhưng bạn có biết, nhạc Trịnh cũng dành cho cả những tâm hồn trẻ thơ. Bởi lẽ, Trịnh Công Sơn hiểu được tiếng lòng của con người, dù là người lớn đang yêu hay là đứa trẻ ngắm trăng. Ông biết âm nhạc có sức mạnh kết nối mọi người. Những bài hát thiếu nhi của ông như những món quà nhỏ xinh, gói ghém giai điệu đơn giản mà lại chứa đựng cả niềm vui. Chúng ta chợt nhận ra rằng, ngay cả trong những sáng tác sâu lắng nhất, Trịnh Công Sơn vẫn dành một góc nhỏ cho sự hồn nhiên của tuổi thơ. Những bài hát thiếu nhi của Trịnh Công Sơn như một khu vườn bí mật trong khu vườn âm nhạc rộng lớn của ông. Nếu như những bản tình ca mang vẻ đẹp u buồn, thì những bài hát cho trẻ em lại ngập tràn nắng và tiếng cười. Ông hiểu rằng, trẻ con cần những bài hát gần gũi, những giai điệu bắt nhịp thế giới diếu kỳ của chúng. Âm nhạc của ông dành cho trẻ thơ đầy ấp hình ảnh ngây thơ và cảm xúc trong sáng. Những bài hát ấy là minh chứng cho sự đa tài của người nhạc sĩ và tình yêu của ông dành cho sự ngây thơ, trong trẻ của tuổi thơ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, âm nhạc có thể vượt qua mọi giới hạn tuổi tác và chạm đến đứa trẻ trong mọi người. Giữa những kho báu ít người biết đến của Trịnh Công Sơn, có một bài hát mang tên Tết Suối Hồng, một ca khúc rộn ràng niềm vui Trung Thu. Hãy tưởng tượng một dòng sông Hồng trôi bóng bệnh đèn hoa đăng và tiếng cười giòn tan. Đó chính là khung cảnh mà bài hát vẽ nên. Trung Thu là dịp để gia đình sum vậy, cùng thưởng thức bánh Trung Thu và ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu. Tết Suối Hồng đã thủ trọn vẹn điều kỳ diệu của đêm rậm. Bài hát có thể không nổi tiếng như những tác phẩm khác của ông, nhưng nó lại giữ một vị trí đặc biệt trong tim những ai từng nghe qua. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, âm nhạc của Trịnh Công Sơn có thể đưa ta đến những miền ký ức xa xôi, thậm chí là giấc mơ về dòng sông Hồng của một đứa trẻ. Lời bài hát Tết Suối Hồng tuy đơn giản nhưng lại đầy sức gọi. Nó vẽ nên một bức tranh sống động về ngày Tết Trung Thu. Đàn trẻ con ca hát, nhảy múa, những chiếc đèn lồng lung linh như những con đốm đóm trong đêm. Ánh trăng rậm vang vạc, rát vàng lên khung cảnh rộn ràng phía dưới. Không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào của bánh Trung Thu và tiếng cười nói ríu rít. Từng câu hát như nét cỏ, vẽ nên một kiệt tác âm thanh và hình ảnh, nắm bắt trọn vẹn tinh thần của ngày hội đáng yêu này. Lời ca của Trịnh Công Sơn như có ma thuật, đưa ta trở về với những ký ức tuổi thơ về ngày Tết Trung Thu. Phần 5. Dòng sông Hồng, giải mã biểu tượng của bài hát. Tết Suối Hồng ẩn chứa một hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp dòng sông Hồng. Dĩ nhiên, đây không phải là một dòng sông thật, mà là biểu tượng cho niềm vui và sự phấn khích tràn ngập trên khắp phố phường trong đêm Trung Thu. Màu hồng gợi lên sự trong sáng, ngọt ngào của tuổi thơ và vẻ đẹp mong manh của những chiếc đèn lồng giấy. Dòng sông tượng trưng cho dòng chảy bất tận của lễ hội và cách nó kết nối mọi người lại với nhau. Đó là một hình ảnh đầy sức mạnh, nắm bắt được linh hồn của Tết Trung Thu và cách nó khiến chúng ta cảm thấy như được trở về tuổi thơ. Cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ của Trịnh Công Sơn đã thêm một lớp nghĩa sâu hơn cho bài hát, mời gọi người nghe nhìn xa hơn nghĩa đen và trải nghiệm ngày hội ở một mức độ biểu tượng hơn. Phần 6. Bức tranh âm thanh, giai điệu thời hồn cho lễ hội. Giai điệu của Tết Suối Hồng cũng dễ thương như chính lời bài hát. Nó nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy cảm giác ngây thơ như chính tâm hồn trẻ thơ. Âm nhạc như đang nhảy múa, xoay tròn, giống như những đứa trẻ nô đùa với đèn lồng. Các nhạc cụ được sử dụng trong bài hát tạo nên một bầu không khí lễ hội. Bạn có thể hình dung ra tiếng đàn ukulele, tiếng chuông leng keng và tiếng trống rộn ràng. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh âm thanh vừa vui tươi vừa mê hoặc. Âm nhạc của Tết Suối Hồng, tự thân nó đã là một lễ hội. Thật khó có thể nghe mà không nhún nhảy và cảm nhận niềm vui lan tỏa. Khả năng nắm bắt tinh thần, ngày hội qua âm nhạc của Trịnh Công Sơn là minh chứng cho tài năng thiên bẩm của ông. Phần 7. Từ sân trường đến sân khấu lớn, sức hút bất tận của Tết Suối Hồng. Tết Suối Hồng có thể là một viên ngọc ẩn, nhưng nó vẫn tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là trong dịp Tết Trung Thu. Được biết đến như một bài hát mang đậm chất truyền thống, nó không chỉ là một phần của lễ hội, mà còn là một phần của văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ. Bạn có thể nghe thấy nó ở trường học, trên radio hoặc tại các lễ hội. Âm nhạc của Tết Suối Hồng vang lên khắp nơi, từ những lớp học nhỏ bé đến những con phố đông đúc, mang lại niềm vui và sự phấn khích cho mọi người. Bài hát có một sức sống vượt thời gian, tiếp tục lấy động trái tim của mọi người ở mọi lứa tuổi. Nó không chỉ là một giai điệu, mà còn là một phần của cuộc sống, một phần của những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng ta luôn muốn giữ lại. Trẻ em yêu thích giai điệu bắt tai và lời bài hát đơn giản, những âm thanh vui tươi và nhịp điệu sôi động khiến chúng không thể ngồi yên. Chúng nhảy múa,
hát vang và tận hưởng từng khoảnh khắc của bài hát. Trong khi người lớn lại trân trọng nét quyến rũ hoài cổ và cách nó gợi lên điều kỳ diệu của tuổi thơ. Những ký ức về những ngày Tết Trung Thu xưa cũ với những chiếc đèn lồng sáng rực và những đêm trăng tròn trở lại trong tâm trí họ mỗi khi nghe bài hát. Sức hút bền bỉ của bài hát nằm ở khả năng đưa chúng ta trở về thời thơ ấu ngây thơ và đầy mong mơ, nơi mà mọi thứ đều đơn giản và đẹp đẽ. Nó là một cánh cửa mở ra thế giới của những kỷ niệm, của những giấc mơ và hy vọng. Nhắc nhở chúng ta về niềm vui giản dị của Tết Trung Thu, về những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau thắp sáng những chiếc đèn lồng và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Sự hiện diện của nó ở nhiều nơi, từ lớp học đến sân khấu lớn, cho thấy khả năng kết nối với mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Dù bạn là ai, ở đâu, Tết Suối Hồng luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim bạn. Bài hát không chỉ là một phần của lễ hội, mà còn là một phần của cuộc sống, của văn hóa và của những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng ta luôn muốn giữ lại. Nó là một biểu tượng của sự đoàn kết, của niềm vui và của tình yêu thương. Phần 8 bài ca Châu Mỗi Thế Hệ chia sẻ điều kỳ diệu của Tết Suối Hồng. Tết Suối Hồng không chỉ là một bài hát, nó là một truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ. Bài hát này mang trong mình những giá trị văn hóa sâu sắc, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã đi trước và những thế hệ trẻ đang lớn lên. Cha mẹ và ông bà chia sẻ nó với con cháu của họ, giữ cho tinh thần của Tết Trung Thu luôn sống động. Họ kể lại những câu chuyện xưa, những kỷ niệm đẹp của những mùa Tết Trung Thu đã qua, giúp con cháu hiểu và trân trọng hơn những giá trị truyền thống. Bài hát tạo ra cảm giác cộng đồng, nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều chia sẻ niềm vui của dịp đặc biệt này. Trong những buổi tối trăng rậm, khi cả gia đình quây quần bên nhau, tiếng hát Tết Suối Hồng vang lên, mang lại niềm vui và sự gắn kết. Khi hát Tết Suối Hồng, chúng ta không chỉ hát một bài hát, mà còn tham gia vào một nét đẹp văn hóa kết nối chúng ta với quá khứ và với nhau. Mỗi lời ca, mỗi giai điệu đều chứa đựng những tình cảm chân thành, những kỷ niệm khó quên. Việc chia sẻ âm nhạc giữa các thế hệ là một điều tuyệt vời. Nó không chỉ giúp duy trì những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo ra những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Nó đảm bảo rằng bài hát và những giá trị truyền thống mà nó đại diện sẽ tiếp tục được yêu thích trong nhiều năm tới. Những giai điệu của Tết Suối Hồng sẽ mãi mãi vang vọng trong lòng mọi người, như một phần không thể thiếu của văn hóa Việt Nam. Đó là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối các thế hệ và tạo nên những kỷ niệm lâu dài. Âm nhạc không chỉ là một phần của lễ hội, mà còn là một phần của cuộc sống, của tình cảm gia đình và của những giá trị văn hóa bền vững. Phần 9 hơn ca một bài hát, ảnh hưởng văn hóa của Tết Suối Hồng. Tết Suối Hồng không chỉ là tập hợp của những nốt nhạc và lời ca, nó là một nét đẹp văn hóa phản ánh truyền thống và giá trị của người Việt. Bài hát nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, cộng đồng và việc gìn giữ di sản văn hóa. Nó nhắc nhở chúng ta về niềm vui giản dị của tuổi thơ và vẻ đẹp của các lễ hội truyền thống. Thông qua âm nhạc và lời ca, Tết Suối Hồng góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam, đảm bảo rằng những nét đẹp truyền thống này tiếp tục phát triển. Tác động văn hóa của bài hát vượt ra ngoài giá trị giải trí. Nó như một lời gọi nhớ về lịch sử phong phú và truyền thống lâu đời đã tạo nên bản sắc Việt Nam, nuôi dưỡng niềm tự hào và tinh thần dân tộc cho những người con đất Việt. Phần 10 tiếng vang của tuổi thơ, dấu an của bài hát trong tim mọi người. Tết Trung Thu, hay còn gọi là Tết Thiếu Nhi, là một dịp lễ đặc biệt trong văn hóa Việt Nam, nơi mà những bài hát như Tết Suối Hồng trở thành một phần không thể thiếu của ký ức tuổi thơ. Ngay cả khi bạn chưa từng nghe Tết Suối Hồng, chủ đề về niềm vui, lễ hội và sự kỳ diệu của tuổi thơ là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được. Những giai điệu vui tươi và lời ca ngọt ngào của bài hát này đã trở thành một phần của những kỷ niệm đẹp đẽ, gắn liền với những đêm trăng sáng và những chiếc đèn lồng rực rỡ. Bài hát nhắc nhở chúng ta về những niềm vui giản dị trong cuộc sống và tầm quan trọng của việc trân trọng truyền thống. Những chiếc bánh trung thu, những câu chuyện cổ tích được kể lại và những chiếc đèn lồng từ tay làm đều là những biểu tượng của tình yêu thương và sự gắn kết gia đình. Đó là một bài hát vẫn còn động lại trong tâm trí bạn rất lâu sau khi giai điệu đã dừng lại. Những ký ức về những đêm trăng sáng, những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ và những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim mọi người. Giai điệu của nó văng vắng trong tâm trí bạn và thông điệp về niềm vui của nó vang vọng trong trái tim bạn. Những lời ca ấy không chỉ là âm nhạc, mà còn là những lời nhắc nhở về giá trị của sự đoàn kết, tình yêu thương và niềm vui giản dị trong cuộc sống. Tết Suối Hồng như một lời gọi nhạc rằng, ngay cả khi trưởng thành, chúng ta vẫn có thể tìm lại sự kỳ diệu và ngây thơ của tuổi thơ. Những kỷ niệm về Tết Trung Thu không chỉ là những hình ảnh đẹp đẽ,
mà còn là những bài học quý giá về tình yêu thương và sự gắn kết gia đình. Đó là một bài hát ca ngợi vẻ đẹp của những điều giản dị trong cuộc sống và tầm quan trọng của việc gìn giữ niềm vui và sự trong sáng nằm sâu trong mọi chúng ta. Những giải điệu ấy không chỉ là âm nhạc, mà còn là những lời nhắc nhở về giá trị của sự đoàn kết, tình yêu thương và niềm vui giản dị trong cuộc sống. Tết Trung Thu, với những bài hát như Tết Suối Hồng, là một dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu. Phần 11. Di sản của Trịnh Công Sơn, món quà âm nhạc cho mỗi lứa tuổi. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn tiếp tục lấy động trái tim của mọi người trên khắp thế giới. Từ những bản tình ca da diết đến những giai điệu thiếu nhi vui tươi, âm nhạc của ông có cách chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Tết Suối Hồng chỉ là một ví dụ về tài năng phi thường và khả năng nắm bắt tinh túy của đời sống thông qua âm nhạc của ông. Đó là một món quà sẽ tiếp tục mang lại niềm vui cho thế hệ mai sau. Âm nhạc của ông là một di sản vượt thời gian và ngôn ngữ. Nó như một lời gọi nhạc về sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp